Nếu anh em có nhu cầu mua nick hoặc là mua vàng giá tốt thì em thể truy cập ngay shop tổng thể com nha. Hiện tại thì shop đang khuyến mại lập thẻ 10k nhận 11k, 100k nhận 110k nha anh em. Và shop mới cập nhật rất là nhiều vòng quay ở đây này. Đó, để trúng những cái phần thưởng cực kỳ là giá trị và quý nha. Và hiện tại thì shop đang bán vàng với giá là X3K8 nha anh em, giá cực kỳ là tốt. Bán ngọc tự động này, săn đệ tử này, úp sức mạnh đệ tử nha. Và hiện tại thì shop đang bán nick và giảm giá khuyến mại 30% luôn, cực kỳ là tốt luôn. Có cả nick 1 đồng này, đó, cực kỳ là xịn xò luôn. Và ngoài ra thì ở dưới này có khá là nhiều random cho anh em tha hồ lựa chọn nhá. Dưới này thì có phần top là thẻ cực kỳ là hấp dẫn luôn. Anh em lên shop dùng thần chụp con ủng hộ nha. Kem nhá, và trong clip này thì mình sẽ chốt cho em cái event ở clip trước, chỉ là clip đi phượt bằng giờ 15:33 nhưng không quên đổi đệ tử nha anh em. Thì cách thức chơi cái event của mình cực kỳ là đơn giản nha anh em. Thì anh em chỉ việc là bấm like video nhá, bấm đăng ký kênh này, bấm cái chuông lên tất cả nhá. Sau đó anh em kéo đây, em sẽ cùng pháp chơi nhá. Đó, tiện anh em like luôn cái comment này cho mình nhá. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành là quay luôn random để chọn ra bạn nào may mắn nhất trong buổi chơi ngày hôm nay nhá. Ok, và lần này thì mình sẽ quay đúng một lần duy nhất. Bạn nào mà comment là mình sẽ tặng luôn cho nhá. Lần này rất là đặc biệt luôn, mình sẽ bấm quay nhá. Ok, mình đã thấy có bạn tên là Hiếu Nguyễn, bạn ghi ở clip hay và tên tài khoản bạn đây, mình sẽ tặng luôn cho bạn ấy nhá. Đó, nói chung là hôm nay chơi kiểu mới luôn. Mỗi ngày theo một kiểu mới em ạ. Đó, bạn này may mắn nhá. Mình ghi là em là người may mắn. Đó. Ok. Rồi, mình sẽ bấm xác nhận và cộng cho bạn ấy nhá. Đó, nói chung là mỗi ngày sẽ là một kiểu chơi khác nhau cho nên anh em comment kiểu gì cũng trúng em nhá. Ok, em cố gắng lên. Và hai chiều bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình vẫn là Vi Minh đây. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip gọi là mình sẽ mở cái skill 3 đệ tử cho một bạn đã thuê ở trên shopvimin.com nhá. Kèo này thì chúng ta sẽ là một kèo 50k anh em ạ. Thì nếu anh em nào mà có nhu cầu mở skill 2, 3 đệ tử 4, 5, 6 gì đấy muốn thuê thì anh em thể truy cập vào shopvimin.com nhá. Hiện tại thì muốn thuê thì anh em thể bấm vào đây này. Đó, hiện tại shop mình thì có thêm một số dịch vụ như là mở skill đệ tử thuê là bán vào X4k và vẫn đang khuyến mại lập thẻ anh em nhá. Đấy, thì em thuê ở đây thì lợi ích mà em khi thuê ở shop mình thì sẽ tránh được các chiêu như Masenko, Kaioken và Thiên nhá. À, nếu mà bên mình mà mở ra cái skill không mong muốn cho anh em thì bên mình sẽ hoàn lại tiền này và kèm theo đó bên mình sẽ tặng cho anh em là 100% số tiền mà anh em bỏ ra để thuê nhá. Đồng nghĩa với việc anh em sẽ có 100k. Đó. Thì đấy là lợi ích và lợi ích tiếp theo là mình sẽ đăng cái clip này lên kênh của mình nha anh em. Ok. Ok em ơi, và đây là nick của bạn ấy nhá. Và hiện tại thì mình đã có mặt ở trong nhà của bạn ấy rồi. Thề luôn. Skill X2 là có khá là nhiều bạn thuê mình mở skill và nhờ mình mở. Đấy, thì anh em nào mà thích mình như nào thì mình chiều hết anh em. Nhưng mà với điều kiện là nếu anh em thuê thì mình bắt buộc mình phải mở cho anh em rồi. Còn nếu anh em mà nhờ ấy, nhiều lúc thì mình cũng gọi là hơi bận một chút thì có thể là mình sẽ không xếp tin nhắn của anh em được, thì anh em thông cảm mình nhá. Ok, và những nick mà anh em mà nhờ mình mở ấy, thề là mình thích là mình vào dương của anh em để mình xem nick có gì lắm, thật. Tại vì mình rất là gọi là thích xem dương của anh em có gì. Bây giờ mình sẽ bấm vào xem nhá, nick của bạn này. Ok. Thì nick bạn này mình thấy có một cái găng da calic này, có con giày này, có cái có nhẫn này anh em, có nhẫn thần linh này, 5% phản này, có áo này, có quần 3 sao nữa này. Thề bạn này, dích vãi. Đó, bây giờ còn dư hơn 1000 ngọc nữa anh em ạ. Được vãi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với sâu xem nick bạn này có gì nhá. Phải xem hết anh em ạ, sau đó chúng ta sẽ mở skill nhá. Đó, này thì chơi HP cho nên là full đều là HP hết em ạ. Nói chung là cũng được. Đấy, nick này thì mình thấy là gọi là hợp lý thôi. Nick này không phải VIP lắm nhưng mà gọi là hợp lý, chơi ok. Ok, và xem nào. Đây, con đệ của bạn ấy đây anh em nhá. Con đệ bạn ấy hiện tại đang xài một set sức mạnh tiềm năng đây. Đó, có cái Zara này mình rất là thích nhá. Đó, anh em nào mà úp đệ skill 2 ấy, thì lên xài cái Zara như này, cực kỳ là hợp lý nhá. Thì con đệ của bạn này, mình đoán chắc chắn con đệ này sẽ ra skill 3 chính là Thái Dương Hạ San anh em. Con đệ chắc chắn sẽ ra skill là Thái Dương Hạ San. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cất bớt một số những cái thứ mà không cần thiết vào trong dương và sau đó mình sẽ tiến hành là đi mở luôn skill cho anh em xem nhá. Đấy, bạn này rất là có tâm, gửi cho mình là nick đã sắp mở skill rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái map cực kỳ là quen thuộc với anh em, chính là map Lapa nha anh em. Map này thì cực kỳ là quen thuộc và cực kỳ là dễ mở ra những cái skill mong muốn nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ đi mua, mở luôn. Thề, mình mở cho nick người ta nhiều lúc còn hồi hộp với nick của mình luôn ý. Biết tại sao, tại vì nó thế anh em ạ, không biết nữa. Nói chung là mỗi lần mở là một cảm giác khác nhau, không thể lúc nào giống nhau được anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là qua khu thế đó, ho nhỉ, 14 nha. Ok, khu 14 anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là cởi cái hết đồ của nick bạn ấy ra để cho anh em xem là chỉ số gốc. Hình như kia là cái nick phụ bạn ấy đi xem sao ấy. Ok, thì chúng ta đã thấy có một
thanh niên Cuckoo thì chúng ta sẽ phải giết thanh niên Cuckoo lại, xong anh em ta tính tiếp. Và sự lick này VIP rồi cho nên là mấy con Cuckoo này chả có sợ mấy đâu anh em ạ. Nó chui dưới đất rồi. Má ăn Cuckoo. Bực nha, lổ cái cho chất chơi nhở. Bùm. Sợ chưa? Thằng táo chừa nhá. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là tách hợp thể lick bạn ấy ra nhá. Mình sẽ tách hợp thể ra này. Tách hợp thể ra này. Ok. Rồi thì mình sẽ đây tách hợp thể ra mới đúng. Rồi, hiện tại đây là con đệ của bạn ấy nhá. Ô, bắn. Ô, sao toàn đấm này nhỉ? À đây. Ok. Rồi ra chưa? Ui, mình nghĩ ra rồi. 38 anh em ạ, 38 nhá. Ok. 38. Lần này thì mình sẽ sử dụng chiêu ra chưa? 79 rồi anh em, 79 rồi, 79 rồi. Ok, nó pem lock con này chắc chắn sẽ ra skill rồi nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ tái tạo lên này, mình sẽ bắn Kame cho nick này nó chết nhá. Và mình sẽ ok xong. Rồi, hiện tại thì nick này chắc chắn nó sẽ ra skill rồi. Và trong cái thời gian mà đệ tử nó xuất hiện ấy thì mình sẽ tiến hành là chạy loanh quanh ở bên map ở này để xem bên sự kiện nick 2 là anh em úp như thế nào nha anh em. Thực sự là thế là lâu lắm rồi mình không lượn loanh quanh đây luôn ấy. Mỗi lần mở skill là mình rất thích là cái con đệ mà nó sắp ra skill ấy là mình chạy loanh quanh này để cho nó vừa nó mở để đánh lừa admin, kiểu đánh lừa AD là bảo là nick này đéo phải mở thuê đâu, đéo phải thằng mình mở đâu, cho nên là mình sẽ như là mở bình thường, nó tự nhiên. Đó, ok. Rồi. Mong con đệ nó sẽ ra được cái skill Thái Dương Asa để cho bạn ấy vui nha. Ok, ông kia đéo phải đệ mình, cứ tưởng đệ mình cơ. Sắp ra rồi, sắp ra rồi. Đệ đâu, ra đi. Rồi, mình sẽ biến quả khỉ lên nha. Biến khỉ chắc chắn là có đệ sẽ ra rồi. Ok, đệ ơi, đâu rồi? Đâu rồi? À đây rồi, con đệ đã ra rồi nha anh em. Rồi, thì anh em đoán xem con đệ sẽ ra skill gì nhá. Để mình thử đấm nó một cái nào. Không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nào. Đừng. Ok, mình sẽ mở luôn nha anh em. Ôi. Ra đúng tái tạo năng lượng anh em ạ. Ai cả trưởng thật. Ra tái tạo năng lượng. Tái tạo năng lượng nha. Ôi, tái tạo năng lượng. Ôi, được quá cả đái anh em ạ. Ngon. Đấy, hợp lý chưa anh em? Anh công nhận là hôm nay tay của mình nó khá là đỏ đấy anh em ạ. Hợp lý chưa? Đó, rất là ok luôn. Đó. Đấy thì nói chung là khá là hợp lý với một con nick như này. Thì nick bạn này rất là VIP nhá. Đó, bạn này thuê công nhận chính xác 3 lần ra cái ken và đến tay của mình thì đã ra được tái tạo năng lượng. Nói chung là rất là ok với một con nick như này. Rồi thì cảm ơn em đã dành thời gian xem clip của mình nha. Nếu muốn thuê bất cứ một cái gì thì gửi lên shop mình nha. Cảm ơn em rất nhiều. Bye bye.